ai ra lệnh đục bỏ phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với những người bạn Mỹ đây? Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặt hái được một số kết quả trong chuyến công cán tại Mỹ. Đây là một kết quả bất ngờ, dù rằng trên danh nghĩa đây chỉ là các hoạt động của người đứng đầu nhà nước Việt Nam trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Mặc dù bị áp lực của thành phần bảo thủ trong đảng, gồm những nhân vật vốn là tay chân thân tín của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, do thế lực tướng lĩnh lãnh đạo quân đội làm chủ công. Thế nhưng, ban tham mưu của ông Tô Lâm vẫn có thể dàn xếp để gặp ông Tổng thống Mỹ Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc. Theo giới thạo tin, để gặp được ông Biden lần này, Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm đã quyết định rút ngắn chương trình chuyến thăm Cuba, là một đồng minh cộng sản ở Tây Bán Cầu. Giới quan sát cho rằng chuyến thăm Cuba của ông Tô Lâm chỉ nhằm mục đích xoa dịu sự phản kháng của thành phần bảo thủ trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt giới chức phe tướng lĩnh quân đội. Theo một số nhận định, mục đích chuyến thăm Mỹ của ông Tô Lâm là nhằm chứng minh cho giới lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thấy rằng ông có thể đảm bảo sự cân bằng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga, đặc biệt là trong việc phòng thủ và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trước sự lấn lướt ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh. Đáng chú ý, trong buổi hội đàm với Tổng thống Biden, vị trí ghế ngồi bên tay phải của ông Tô Lâm có 4 ủy viên Bộ Chính trị. Việc Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, ngồi vị trí cao hơn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là Đại tướng Phan Văn Giang là một biểu hiện hết sức bất thường, trong khi tướng Nghĩa thường có các biểu hiện không tán thành với ông Tô Lâm. Điều đó có liên quan gì đến thông tin Ban tuyên giáo Trung ương ra lệnh đục bỏ phát biểu của ông Tô Lâm về những người bạn Mỹ? Đài tiếng nói BBC cũng đưa tin ông Tô Lâm tham dự sự kiện kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ, rồi ASEAN tổ chức vào ngày 23 tháng 9. Sự kiện có sự tham dự của ông John Kerry, cựu thượng nghị sĩ Dân Chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ, thượng nghị sĩ Sullivan cùng nhiều giới chức cao cấp của Mỹ, người Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như bạn bè Mỹ. Ngay sau đó, cùng ngày 23 tháng 9, báo Tuổi Trẻ Online đã đăng nguyên văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sự kiện vừa kể trên. Bài phát biểu có đoạn: trong cách mạng tháng 8, những người bạn Mỹ là lực lượng nước ngoài duy nhất bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mời tham dự lễ tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 và chứng kiến Hồ Chí Minh trích dẫn tuyên ngôn độc lập Mỹ. Hôm đó, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trên khán đài nổi bật khẩu hiệu hoan nghênh phái đoàn Mỹ. Đoạn phát biểu này đã được rất nhiều người chia sẻ và bình luận trên trang Facebook cũng như các mạng xã hội khác nhau. Nhưng thật bất ngờ, tới ngày 26 tháng 9, thì phóng viên của BBC truy cập vào bài viết trên của báo Tuổi Trẻ Online, thì đoạn này đã không còn nữa. Hiện chưa rõ vì sao có sự đục bỏ này và ai là người đã ra lệnh đục bỏ cả phát biểu của Chủ tịch nước Tổng Bí thư Tô Lâm. Điều vừa kể trên có liên quan gì đến các phản ứng của Bắc Kinh khi triển khai hỏa tiễn xuyên lục địa trước cuộc hội đàm giữa ông Biden và ông Tô Lâm? Có nhận định cho rằng Bắc Kinh đang giật dây cho đám tay chân bảo thủ đang còn rất đông trong Đảng Cộng sản Việt Nam để hạ bệ Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông Tô Lâm rất có thể sẽ phải đối mặt với những tai họa không hề nhỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ai ra lệnh đục bỏ phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về những người bạn Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tổng Bí thư Tô Lâm đang tính toán điều gì khi gặp Tổng thống Mỹ Biden? Chiều ngày 25 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sau khi kết thúc các hoạt động tại họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã rời New York bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba. Trong những ngày ở trên đất Mỹ, ông Tô Lâm khá bận rộn với những công việc được một số nhà quan sát đánh giá là gây ấn tượng. Họ nhận xét xem ra người lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam tỏ ra là một lãnh đạo khá năng động và cởi mở. Sự kiện Tổng thống Mỹ Biden gặp Tổng Bí thư Tô Lâm vào ngày 25 tháng 9 được coi là tâm điểm công luận trong và ngoài nước. Giới quan sát quốc tế đánh giá cuộc gặp này rất quan trọng
trong việc giúp ông Tô Lâm củng cố quyền lực sau khi trở thành người đứng đầu của Đảng và Nhà nước Việt Nam vào tháng 8 năm 2024. Ngay sau khi cuộc gặp này kết thúc, kết quả cuộc họp được truyền thông quốc tế đánh giá là rất nồng ấm. Hai bên đã cam kết đẩy mạnh hợp tác hơn nữa. Tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống Biden, Tổng bí thư Tô Lâm, một vấn đề quan trọng được ông Tô Lâm đưa ra là ông đề nghị phía Mỹ sớm loại bỏ Hà Nội ra khỏi danh sách các nền kinh tế phi thị trường và dỡ bỏ hạn chế thương mại. Tuy nhiên, vấn đề đó thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại Mỹ, Tổng thống Biden không thể can thiệp. Trước cuộc họp này, cú bắt tay giữa Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Ukraine Zelensky được đánh giá là có tính toán kỹ từ phía Việt Nam, đồng thời là một vấn đề quan trọng. Từ khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine, Nhà nước Việt Nam luôn có lập trường cũng như động thái ủng hộ Nga và Putin. Rất có thể nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa sẽ nổi sóng về sự kiện vừa kể trên. Phe bảo thủ thân Nga và Trung Quốc trong đảng sẽ lại sôi sục và sẽ lại tính sổ với ông Tô Lâm. Trong cuộc tiếp Tổng bí thư Tô Lâm, khi nói về những thành tựu trong một năm vừa qua giữa hai nước, Tổng thống Biden phát biểu rằng chúng ta đã khởi động sự hợp tác chưa từng có, cùng nhau đoàn kết xây dựng một Ấn Độ Dương rộng mở và an toàn hơn. Tổng thống Biden đã hàm ý về các tranh chấp hàng hải với Trung Quốc trong khu vực Biển Đông. Dường như để thanh minh rằng Việt Nam không ngả về phía Hoa Kỳ, Tổng bí thư Tô Lâm đã đáp với Tổng thống Biden như sau. Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Theo các quan chức Hoa Kỳ, hai nhà lãnh đạo thừa nhận thực tế là Việt Nam nằm trong một khu vực phức tạp, đồng thời cũng cho rằng Hà Nội phải rất thận trọng và có chiến lược trong cách tiếp cận khu vực. Nhận xét về sự tính toán cũng như mục đích thực sự Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến công du Hoa Kỳ lần này, giới thượng tin cho rằng Tô Lâm đang có nhu cầu củng cố quyền lực của ông. Ông phải thể hiện cho người dân trong nước thấy rằng ông có khả năng và sự năng động về ngoại giao trong khi vẫn đảm bảo thăng bằng trong quan hệ giữa các quốc gia như Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga. Cú bắt tay đối ngoại vừa kể trên đã đem lại một điểm cộng lớn trong Tổng bí thư Tô Lâm. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, chắc chắn nó sẽ làm điểm trừ với Moscow và Bắc Kinh đối với ông Tô Lâm. Song về mặt đối nội, đây sẽ là cú bồi tiếp theo của ông Tổng bí thư đối với phe bảo thủ và các thành phần chống đối trong nội bộ của đảng. Do đó, có nhiều ý kiến cho rằng muốn để phe chống đối trong đảng chịu hòa hoãn thì Tổng bí thư Tô Lâm phải quyết không lùi bước, đồng thời sẽ phải ra những đòn mạnh tay hơn nữa trong thời gian sắp tới. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin sự kiện gặp Tổng thống Mỹ Biden, Tổng bí thư Tô Lâm đang tính toán điều gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de